Tiến Bình Dương xin chào tất cả những anh em thợ máy trên toàn quốc đang sử dụng mô tô Scan 7. Thì hôm nay cái chuyên mục của chúng ta sẽ là cái vấn đề về sửa mặt cây. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một cái FBO xem còn hoạt động được ở trên con SCU này không. Có nhiều xe tự dưng tự nhiên bị đẩy cái chìa FOB tự nhiên bị đẩy ra mà không biết lý do, và đồng thời là chúng ta cũng không biết được là tại SCU hay là tại FOB. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ anh em cái tính năng trên cái máy chẩn đoán này, chúng ta có thể làm được việc này luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ kết nối cái máy vào bình điện, và bây giờ tôi đang sử dụng là đang kiểm tra trên dòng xe AB Vision Lead đó, đời ổ khóa 2 rắc ha, đời SCU 2 rắc, khóa thông minh 2 rắc này đó. Thì chúng ta nhìn vào đây, lúc này tôi có hai cái chìa FBO, nhưng bây giờ tôi không biết là FBO nào là của cái con SCU này đó. Thì chúng ta có thể kiểm tra được trên máy ha. Rồi chúng ta vào cái phần là lập trình sửa mặt cây, sau đó chúng ta kết nối, chúng ta kết nối lại, chúng ta vào phần lập trình sửa mặt cây nhé. Khả năng bình điện yếu, chúng ta đổi lại cái bình khác ha. Bình này yếu điện này. Rồi chúng ta cũng tiếp tục là vào lại cái phần lập trình sửa mặt cây, chúng ta di chuyển nó xuống thì lập trình sửa mặt cây, chúng ta vào cái mục là Honda sửa mặt cây. Rồi thì cái này là của AB, của Vision, tôi sẽ chọn đúng cái xe Vision. Thì trong này nó sẽ có phần là lập trình SCU. Thì chúng ta vào cái phần lập trình SCU ha. Rồi chúng ta nhấn vào đồng ý. Đồng ý. Thì chúng ta kéo xuống, nó có cái phần là kiểm tra. Đây, kiểm tra FOB với lại SCU ha. FOB với SCU. Rồi, chúng ta muốn kiểm tra cái chìa nào thì chúng ta mở cái chìa đó lên. Bây giờ hai chìa đang khóa cả hai, tôi sẽ bỏ cái chìa này đây. Tôi chuyển cái chìa này lên màu xanh, sau đó tôi nhấn vào Enter để kiểm tra. Thì chúng ta sẽ chờ xem máy nó báo làm sao. Thì lúc này máy nó thông báo là FOB đã được đăng ký và kích hoạt sử dụng với SCU. Như vậy là cái con FBO này, FOB này với cái con SCU là đúng bộ của nhau. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra chìa thứ hai, thì chúng ta tắt cái chìa đầu tiên đi. Chúng ta chuyển cái chìa thứ hai. Cũng tiếp tục vào FBO. Chúng ta chuyển sang màu đỏ, từ màu đỏ chuyển sang màu xanh. Chúng ta nhấn OK vào máy. Lúc này máy nó sẽ kiểm tra cho chúng ta. Thì thông báo của máy là FOB và SCU không hoạt động. Thì có nghĩa là đang có lý do, một là do lỗi cái này chưa được cài cho con SCU. Thì chúng ta ấn Enter, chúng ta xem các nguyên nhân có thể xảy ra. Một là FOB chưa đăng ký, hai là FOB đã bị hủy sử dụng, ba là lỗi bên trong SCU. Đó, thì đó là những nguyên nhân mà máy nó gợi ý cho chúng ta kiểm tra. Như vậy là con SCU này nó chỉ có một chìa thôi. Đó, còn chìa này không phải của nó ha. Đó. Thì tương tự chúng ta cũng có thể kiểm tra bên xe SH. Rồi, chúng ta tiến hành kiểm tra tiếp. Như vậy chúng ta đã xong cái phần kiểm tra cho AB Vision. Bây giờ chúng ta kiểm tra cho SH. Cũng cắm jack vào. Kết nối với máy. Rồi. Thì đây là cái chìa của SH. Tôi kiểm tra xem nó đã hoạt động chưa nhé. Nó đã được cài cho xe này chưa và có đúng là của xe này không. Chúng ta vào phần lập trình sửa mặt cây Honda. Đó, SH.
xe này 29, kích vô lập trình Smart Key. Chúng ta cũng vào cái phần đó là kiểm tra FOB SCU. Rồi, ta nhấn đồng ý. Đồng ý. Chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Đồng ý. Đợi cho máy kiểm tra. Đó. Như vậy là máy đã biết được cái FOB này đã được đăng ký cho con SCU này, đã được đăng ký và dịch kích hoạt sử dụng với SCU. Đó, như vậy thì hai cái này nó đúng là một bộ của nhau. Rồi tiếp theo chúng ta cũng sang phần kiểm tra cho Yamaha. Cũng tương tự như vậy luôn. Chúng ta dùng cái rắc của hãng ra. Nhờ chúng ta cắm con SCU của Yamaha vào. Sau đó chúng ta cấp nguồn. Rồi chúng ta vào phần lập trình Smart Key. Chọn hãng ra. Chọn cái tên xe NVX. Lập trình Smart Key. Chúng ta cũng vào cái mục là kiểm tra FOB và SCU. Chúng ta làm theo hướng dẫn của máy. Yêu cầu nhấn vào cái phím này xem đèn đang nháy nhanh hay nháy chậm. Đó, đây là đang nháy chậm thì chúng ta nhấn giữ chuyển sang đèn nháy nhanh. Rồi, chúng ta kiểm tra. Thì máy cũng đã thông báo là FOB đã được đăng ký và kích hoạt sử dụng với SCU. Nếu trường hợp cái FBO này không phải của con SCU này thì máy nó sẽ thông báo giống như tương tự lúc nãy chúng ta vừa kết nối với của AB đó, là nó sẽ báo là chưa được đăng ký hoặc là đã bị đẩy ra hoặc là lỗi trong SCU ha. Rồi, đó thì video này là giúp cho anh em kiểm tra FBO với lại SCU nhanh mà không cần xe. Chúc anh em thành công nhé.